Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin con trai Trần Đại Quang rơi vào núi tiền, tin vui hay tin buồn. Trần Đại Quang là cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một người tướng như hộ pháp mà chỉ ngồi chiếc ghế được nửa nhiệm kỳ thì đã phải chết một cách bí ẩn. Cái chết của ông Trần Đại Quang để lại rất nhiều nghi vấn và những nghi ngờ đó vẫn mãi mãi là nghi ngờ vì nó thuộc về thành phần bí mật quốc gia. Ở chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, hễ cha mẹ được làm lớn thì con cái cũng được hưởng theo. Ông Trần Đại Quang đã làm đến chức chủ tịch nước thì con ông được xem là hạt giống đỏ. Vì vậy, con trai ông Trần Đại Quang cũng chẳng khác nào con trai ông Nguyễn Tấn Dũng cũng được cơ cấu vào những vị trí rất béo bở. Đây là hình ảnh con trai ông Trần Đại Quang đã được lên chức. Trần Quân, con trai ông Trần Đại Quang, mới vượt được Ban Bí thư bổ nhiệm về làm chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Đây là một tín hiệu cho thấy thế lực Trần Đại Quang đã và đang trỗi dậy. Gia đình ông Trần Đại Quang có truyền thống ngành công an, nhưng con trai ông Trần Đại Quang lại được phân bổ vào Kho bạc Nhà nước, nghĩa là ông này được Ban Bí thư đặt trên một đống tiền. Vào ngày 10 tháng 8, Bộ Tài chính đã công bố quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Quyết định mang số 1515 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động bổ nhiệm ông Trần Quân, Chánh văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước từ ngày 6 tháng 8 năm 2021. Ông Trần Quân, sinh năm 1983, quê Ninh Bình, là con trai ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trình độ học vấn là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ khoa học và có khả năng tốt về ngoại ngữ. Có lẽ Trần Quân là lớp hậu sinh thuộc dạng nối dõi tông đường và tiếp tục sự nghiệp chính trị của thế hệ cha ông tương tự như Nguyễn Thành Nghị. Trần Quân thì trẻ hơn nên là người đi sau Nguyễn Thành Nghị một nhịp. Không biết ông Trần Đại Quang có suy nghĩ gì về ngành công an mà ông đã phát triển sự nghiệp mà cho cậu con trai lại chuyển sang ngành tài chính. Một ngành mà ông Quang không phải là người có đủ sức mạnh để điều khiển. Được biết trước khi chuyển sang công tác tại Bộ Tài chính, ông Trần Quân có quá trình công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Và khi ở Bộ Tài chính thì ông Trần Quân có lợi thế gì? Nói đến Bộ Tài chính là nói đến quyền lực của đồng tiền. Ở Bộ Tài chính, ông Quân đã từng giữ chức vụ là Phó trưởng phòng thuộc Cục Tài chính Doanh nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích Quản lý Tài chính Công tại Việt Nam, trưởng phòng và thư ký cho Bộ trưởng, Phó Chánh văn phòng, Quyền Chánh văn phòng và Chánh văn phòng Bộ Tài chính. Ngoài các chức danh nêu trên, ông Trần Quân còn giữ các chức vụ Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng Bộ Văn phòng Bộ và Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính và Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính. Bộ Tài chính hiện nay với người đứng đầu Bộ trưởng là ông Hồ Đức Phước, một người có thế lực chính trị rất mạnh. Ông Hồ Đức Phước quê ở Nghệ An, nơi có rất nhiều thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay, tới 10 ủy viên Trung ương Đảng và 4 ủy viên Bộ Chính trị. Trong đó có ông Vương Đình Huệ là người đi lên từ Bộ Tài chính. Và hiện nay, ông này là người cầm đầu trong nhóm quyền lực Nghệ An tại Trung ương. Dưới trướng nhóm Nghệ An là một nhóm lợi ích rất lớn. Đây là hình ảnh ông Trần Quân. Bộ Tài chính là nơi vô cùng béo bở vì nó tiếp xúc với cả núi tiền. Nếu biết sử dụng quyền lực chính trị lẫn quyền lực đồng tiền thì sẽ được tiến thân rất nhanh. Và ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Vương Đình Huệ, ông Đinh Tiến Dũng mà giờ là ông Hồ Đức Phước cũng như thế, cũng rất quyền lực. Để dọn đường cho lớp trẻ, Hồ Đức Phước có sự thay đổi đáng kể về nhân sự. Hai thứ trưởng là Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Huỳnh Quang Hải là về hưu từ tháng 8 năm 2021. Hai tân thứ trưởng vừa có quyết định bổ nhiệm là Võ Thành Hưng, vốn là vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính, và ông Nguyễn Đức Chi, cựu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Gia đình ông Trần Đại Quang có truyền thống ngành công an. Ông Trần Quốc Tỏ từng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, hiện giờ là trung tướng, thứ trưởng Bộ Công an. Ông Tỏ được điều động về Bộ Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi có tin Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, về làm bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Và câu hỏi đặt ra là ông Trần Quân sẽ tiến thân như thế nào? Dòng họ nhóm Trần Đại Quang là dòng họ quyền lực. Tuy ông Quang và ông Tỏ không ở ngành này mãi được, nhưng rõ ràng với quyền lực rất lớn của ngành công an, ông Quang trước đây và bây giờ là ông Tỏ có thế lực tác động để Trần Quân được tiến thân vững chắc.
Trước đây, ông Nguyễn Xuân Phúc đã vi phạm khoản 2 điều 38 luật tổ chức chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ về làm Thứ trưởng Bộ Công an. Theo luật quy định, số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6. Trong trường hợp do sát nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động luân chuyển cán bộ của cơ quan thẩm quyền thì Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Và chính vì việc bổ nhiệm ông Tỏ chỉ vài tháng trước đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dấy lên suy đoán thế lực nhà Trần Đại Quang đã trở lại. Đây là hình ảnh cái chết của ông Trần Đại Quang vẫn là một câu hỏi rất lớn. Ông Tỏ từng công tác tại Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và đang làm mang hàm Thiếu tướng. Lúc ông Tỏ về Bộ Công an thì ông Trần Quân cũng được bố trí ngồi ghế Chánh Văn phòng Bộ Tài chính của Đảng Cộng sản và được suy đoán sẽ còn tiếp tục lên cao. Sự tiến thân của hai chú cháu cho thấy gia tộc nhà Trần Đại Quang không hề yếu chút nào. Thế lực này ngày càng được củng cố. Thế lực của Trần Đại Quang không chỉ nắm trong tay quyền lực chính trị mạnh mà còn có quan hệ với xã hội đen. Đây là dạng nuôi binh để dùng khi cần. Đó là vào hồi tháng 4 năm 2020, cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi về vụ vợ chồng ông Đường, tức là Đường Nhuệ, đại gia giang hồ ở tỉnh Thái Bình, vừa bị bắt và truy tố khoe hình ảnh chụp tại nhà riêng vào hồi năm 2016 cùng với cha già mẫu mực, đó là ông Trần Đại Vinh, anh ruột của ông Trần Đại Quang, thời điểm đó còn là chủ tịch nước Đảng Việt Nam. Cặp vợ chồng này còn mô tả rằng nhờ tình cảm của ông Vinh mà họ luôn vững tin trên bước đường đời. Tờ báo VTC News của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dẫn lời luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng băng nhóm Đường Nhuệ còn nguy hiểm và tàn bạo hơn cả Nam Cam ở Sài Gòn trước đây, và bình luận rằng muốn xóa sổ nhóm này thì trước hết phải cách ly những cán bộ có dấu hiệu bào chè. Và dư luận đặt ra là liệu phúc hay họa cho ông Quân khi về làm kho bạc. Về việc thuyên chuyển chức vụ cho Trần Quân về nắm kho bạc nhà nước là một việc thăng chức, ông Trần Đại Quang bị bệnh lạ chết đột ngột một cách bí ẩn thì chắc rằng người ta không muốn con trai ông Trần Đại Quang tiến lên xa nữa. Giờ đây Trần Quân đang là chủ kho bạc, cơ hội lên bộ trưởng là rất cao, mà làm bộ trưởng Bộ Tài chính thì cơ hội vào Bộ Chính trị cũng rất cao. Ắt hẳn có người phải lo ngại, đó là mối nguy tiềm ẩn đối với Trần Quân hiện nay. Đây là hình ảnh leo càng cao, té càng nặng, không biết Trần Quân có biết bài học này hay không. Người được Trần Đại Quang đỡ đầu là Vũ Nhôm thì đang bị ông Nguyễn Phú Trọng đập cho tơi tả, nên con trai Trần Đại Quang mà lên chức thì khó có chuyện ông Nguyễn Phú Trọng yên lòng. Hơn hết, con trai của ông tướng Nguyễn Văn Hưởng, người trước đây sát cánh cùng Trần Đại Quang trong Bộ Công an, cũng đang bị ông Nguyễn Phú Trọng xử rất mạnh tay. Đấy chính là những cảnh báo cho Trần Quân. Trốn quan trường của Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhiều cạm bẫy. Vì quyền lực người ta có thể làm được tất cả, không trừ một thủ đoạn nào cả. Mà nói tới thủ đoạn thì người trẻ tuổi vẫn phải học hỏi lớp già rất nhiều. Chỉ mới gần 40 tuổi, tuy chức cao nhưng kinh nghiệm chính trường còn rất non. Nếu không có thế vững tựa vững chắc thì rất có thể kết cục cũng như Nguyễn Xuân Anh, bí thư tại Đà Nẵng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 8 năm 2021 với bản tin Con trai Trần Đại Quang rơi vào núi tiền, tin vui hay tin buồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.